Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tự học.cc Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với series Android Studio Kotlin bài 21 tìm hiểu về Navigation Như thường lệ thì mình sẽ demo cái ứng dụng ngày hôm nay chúng ta đi xây dựng ở ngay bên trái này để các bạn hình dung được là cái Navigation nó hỗ trợ cho người dùng làm những gì nhá Chúng ta vuốt sang này, các bạn thấy không? Thì chúng ta sẽ có một cái hộp thoại menu nó hiện ra Còn bình thường thì nó ẩn trong góc này rất là gọn Đó, Rất là đẹp nhỉ đúng không? Và chúng ta có thể tương tác được với các menu này Đó, thay vì cái menu hôm trước chúng ta để nó bên trên nó xấu thì bây giờ nó có thể ẩn đi và khi cần chúng ta mới hiện ra thôi các cái bước để chúng ta xây dựng navigation view thì thực ra thì nó không khó mà quan trọng là chúng ta thẩm mỹ của mỗi người và chúng ta sắp xếp cái giao diện email làm sao nó đẹp thôi tất cả những cái phần này thì nó đều liên quan đến việc là chúng ta thiết kế giao diện thì bước một là chúng ta sẽ tạo ra cái header header chính là cái ảnh bên trên chúng ta nhìn thấy ấy. bước thứ hai là chúng ta tạo ra cái menu và bước thứ ba là chúng ta sẽ khai báo cái header cộng cái menu này gắn vào navigation view. Đây là cái giao diện chính của chúng ta này. Thì các bạn thấy là chúng ta có một cái nền xanh ở đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng là draw layout cộng thêm là một cái linear layout. Và trên cái linear layout này chúng ta sẽ sử dụng cái navigation view. Các bạn mở Android Studio. Chúng ta tạo bài mới này. New Project. Hôm nay sẽ là bài 21 MT Activity này. Next bài 21 học về Navigation Navigation View Mình sẽ lưu trong học Android Min SDK để API 24 và Android 7.0 Finish Sau khi khởi tạo xong Các bạn sẽ vào Gradle Vui Gradle Thêm dòng ID Dấu cách gạch đơn kotlin Gạch ngang Android Gạch ngang Attention chữ S sinh nào này để tí ra đỡ phải khai báo biến rồi tắt đi các bạn sẽ chuyển sang tab activity main chấm để ra thiết kế giao diện này chuyển tab split chúng ta sẽ xóa cái thằng hello world đi chuyển layout này sang draw layout các bạn gõ chữ dr này chúng ta sẽ chuyển sang draw layout đó chuyển sang tab design chúng ta sẽ vào layout chọn linear layout theo chiều dọc các bạn kéo một cái line Layout xuống tiếp theo là chúng ta sẽ đưa navigation vào các bạn search cái từ khóa là navi thì chúng ta thấy cái navigation view đi không các bạn kéo xuống nó sẽ nằm ngang hàng với line Layout leo nhá dạ, bên ngoài các bạn thấy này rồi thả ra chuyển start split để chúng ta xem cốt chúng ta thấy là cái đoạn này nó đang máu vàng các bạn kích chuột vào nó chọn vào cái mũi tên này chúng ta chọn vào collapse mp tag thì nó tự động nó thay đổi cái thằng line Layout này thành dấu sược đóng luôn nhìn này đó, thì nó hết báo vàng. Tại cái line real chúng ta sẽ cho nó một cái màu nền. Các bạn sử dụng thuộc tính là background. Enter xuống đây. Background. Set cho nó một cái màu bất kỳ đi. Màu black đi. Thế giả sử đây chúng ta sẽ để là. Chọn cái màu custom là màu xanh. Tùy các bạn sẽ chọn là màu nào thôi. Chọn màu xanh này nhá Ở cái phía dưới là navigation. Các bạn đặt ID cho nó. Enter xuống này. Gõ chữ ID. ID chúng ta gọi là NAV tức là navigation đúng không Cạch dưới là left menu là tên là left menu nhé rồi chúng ta sắp xếp lại code bằng căn chỗ an l bước đầu tiên các bạn sẽ tạo ra header xml header xml chính là cái file này các bạn tạo ra cái phần bên trên thì ở trong này nó có một cái bức ảnh avatar cộng thêm phần text thì cái ảnh này mình có để trong địa chỉ là android tự học cc các bạn tìm đến địa chỉ này, tìm đến file là 21 Navi Menu, download về, giải nén với mật khẩu là tự học 211. Sau khi giải nén xong thì nó sẽ có hai thư mục. Thư mục bên trên này chính là full code của bài này, ngày hôm nay. Thì nếu trong trường hợp mà các bạn muốn là open nó ra và để mở lại xem cái code mình đã code như nào thì các bạn xem ở đây. Còn hiện tại bây giờ các bạn sẽ sử dụng hình ảnh ở trong cái file hình ảnh 21 này nhá. File các bạn download về nó sẽ có hai thư mục như này. Các bạn mở file hình ảnh ra này. Chúng ta sẽ lấy ảnh avatar, nhấn ctrl c copy và đưa vào drawable Red này, drawable này Kích vào cái dòng đầu tiên, nhấn ctrl v, ok Bây giờ chúng ta sẽ tạo cái navi header Các bạn trượt phải vào layout này Chọn new Sau đó thì chọn xml Chọn layout xml file Chúng ta sẽ gõ vào cái tên của nó là nav Cái dưới header đây là một cái tên rồi chúng ta nghĩ ra thôi. Ở cái phần layout chúng ta sẽ để là còn trên layout nhưng mà thôi tí chúng ta đổi cũng được. Finish này. Chuyển sang tab split. Và chúng ta sẽ chuyển thằng này thành còn trên layout. Còn trên layout. Rồi. Ở cái phần header thì các bạn thấy là cái avatar của chúng ta nó bo tròn và nó có một cái viền trắng ở xung quanh. Thì cái này có người người ta đã xây dựng sẵn cho các bạn rồi. Gọi là circle image view. Chúng ta sẽ search trên Google bằng cái từ khóa đây này H-D-O-D-N-H-O-F Các bạn search này ra Mình search thử nhé Các bạn sẽ nhập cái từ khóa này vào Google này Đó Các bạn Enter Thì nó sẽ ra cái trang ở GitHub Circle Image View Các bạn kích vào Kéo dưới một chút à, Thì nó sẽ hướng dẫn các bạn Implement Vào trong Gradle Các bạn copy cái dòng này nhé Căn C này quay trở lại Android Studio các bạn sẽ vào bui Gradle các bạn kéo xuống dưới thì các bạn thấy là cái list implement đây các bạn enter xuống Ctrl V vào sau khi dán vào chúng ta sẽ chọn sinh Now để đồng bộ nó sẽ tải về tải xong thì các bạn có thể tắt đi được rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết kế giao diện cho cái header này đầu tiên chúng ta cho nó một cái màu nền các bạn có vào thuộc tính là background chọn một cái màu đen đi đó chúng ta chuyển màu sau chuyển nó thành màu xanh nhá tầm này xanh đây xanh như này hoặc đậm hơn một chút chiều cao chúng ta sẽ để grab content để nó vừa với cái nội dung bên trong thôi grab content hiện tại chúng ta chưa có gì nên nó co hết lại Đó. chúng ta sẽ cho nó cách padding cách lề ra khoảng 5 dp tí nó đỡ bị sát lề quá thôi các bạn sẽ quay trở lại cái trang vừa nãy này trang github sơ cổ image view chúng ta thấy cái phần sử dụng đây không các bạn sẽ copy toàn bộ code này lại này copy hết ctrl c vào trong header xml chúng ta sẽ enter xuống các bạn sẽ canh v vào đó thì ở đây là các bạn sẽ thấy là chúng ta thêm được cái ảnh profile ở đây rồi các bạn thấy không vì cái tên ảnh của chúng ta để đúng là profile cho nên khi các bạn copy code thì nó nhận luôn nhé. còn trong trường hợp mà cái tên ảnh này này của các bạn để khác thì các bạn phải thay đổi tên đi. đây chính là cái đường dẫn drawable này đến cái file profile.png đây đúng không? các bạn có thể thấy là chúng ta có thuộc tính là border width tức là độ rộng của cái viền ở bên ngoài. nếu các bạn muốn tăng lên hay giảm đi thay đổi đây. chẳng như mình để 3dp các bạn thấy nó dày hơn không? Đó, nhưng ở đây mình sẽ để 2 thôi nhé. rồi màu của cái viền đó border color này các bạn có thể thay đổi này ở đây mình sẽ chuyển về màu trắng đó các bạn thấy không nó chuyển về màu trắng này chúng ta đang sử dụng còn trên layout cho nên chúng ta cần phải ràng buộc các cái view nằm trên nó các bạn ràng buộc này cạnh trái với cạnh trái cạnh trên với cạnh trên chúng ta còn hai cái text view nữa các bạn chuyển sang tab design này chúng ta ném text view xuống cho nhanh này một cái text view hai cái text view chuyển tab split để code ở cái text view đầu tiên chúng ta sẽ đổi thành text hiển thị là gà lại sập sinh Rồi, take view thứ hai chúng ta sẽ hiển thị là chúa tể tạo bút. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang tab design để chúng ta căn. Đầu tiên là chúng ta sẽ cho ông gắn lại lập sinh này, đúng không? Cho nó mép trên, gắn với mép trên. Mép trái chúng ta cho sát với Đây, chúng ta sẽ cho nó căn với lề phải của cái thằng avatar. Các bạn giữ chuột nhé, và nhả ra thì nó sẽ căn với cái mép phải đúng không tương tự như dưới ông bên dưới này các bạn kéo ông bên dưới lên tí này bây giờ chúng ta sẽ nối hai cạnh này với nhau đó cạnh trái với cạnh trái và cạnh phải với cạnh phải của cái tách bên trên nhé các bạn nhìn này nhìn cái hình này Đấy để chúng ta căn cho hai cái thằng này nó 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 luôn luôn cân đối với nhau cạnh trên của chú thẻ tạo búc các bạn nối với cạnh dưới của gà lại sập sinh thì nó hơi bé các bạn có thể tống tống to lên này tống to lên đó các bạn kích chuột vào các bạn kéo đang không thấy không cạnh trên của chú thẻ tạo bút nối với cạnh dưới của gà lại thập sinh rồi bây giờ các bạn cho nhỏ lại một chút này chúng ta sẽ chuyển sang tab split để chúng ta căn chỉnh màu chữ thôi đầu tiên là cái chữ gà lại thập sinh này các bạn kích vào nó chúng ta cho cỡ chữ lên text size này cho nó khoảng 18 sp màu chữ color text color để màu trắng rồi là kiểu chữ chúng ta cho nó text style in đậm lên đúng không text style nha bầu in đậm lên chúng ta sẽ áp dụng cả ba cái này cho thằng bên dưới Cancho V này nó thế bạn thấy nó to lên không chúng ta sẽ chỉnh thằng này một chút xuống này khoảng 14 thôi và cái ra ngoài nhìn xem nào tương đối chưa rồi cho ông gà lại sập sinh ra cách cái này trái ra một chút cách lép ra đúng không mark in left còn cách trái ra khoảng tầm độ 10 dp đó thì khi thằng gà lại thập sinh này cách trái sang thì tự động thằng chú tẻ tạo bút này vì nó căn theo cái chữ bên trên này cho nên nó tự động nó dịch ra theo chúng ta dịch được cả khối đúng không tương đối được rồi bước 2 là chúng ta sẽ tạo ra cái file menu xml thì cái phần menu này chúng ta cũng học rồi tạo giống hệt phần trước thôi chuột phải vào thư mục red này new này rồi các bạn chọn là Android Resort Directory. Các bạn gõ vào đây là menu. trong cái phần Type này, các bạn sẽ chọn đến là menu, nhấn OK, thì nó tự động sinh ra cái thư mục menu ở đây. chuột phải vào nó, chọn New, sau đó chọn menu Resort File. chúng ta sẽ gõ vào tiêu đề, ở đây mình sẽ để là menu chi tiết, nhấn OK thì tự động sinh ra cái file là menu chi tiết xml để chúng ta xây dựng menu trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng ba cái menu các bạn có thể kéo ba cái menu item xuống một cái này hai cái này ba cái chuyển tab split để chúng ta code này ba cái menu này chúng ta sẽ cần ba cái icon thì hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn cách chúng ta thêm icon có sẵn trong code link rồi thì chúng ta thực hành lại nhá chuột phải drawable này new này sau đó các bạn chọn vector asset này đó, kích vào đây ta tìm đến cái menu đầu tiên nó là icon home này. Home. Home. Ok. Chỉnh màu cho nó đẹp một chút. Ở đây mình sẽ để cái thích màu tím. Đó. Next. Ok, preview lại để mình thay đổi tên thôi cho nó dễ, dễ nhớ. Icon home. Next. Finish. Rồi. Icon thứ hai là icon Message New này. Chúng ta chọn Vector Asset này. Còn kích vào đây tìm cái từ khóa là Messi Đó, thì ở đây chúng ta có cái này nhấn OK đổi tên icon Messi Messi Nick finish icon thứ ba là icon Exit hoặc là Close New này Set này kích vào này tìm cái thằng Exit đây OK đổi thành Exit rồi đây, như vậy chúng ta có ba cái icon để chúng ta sử dụng icon ở đây bây giờ chúng ta bắt đầu thay vào các thuộc tính thôi cho cái item thứ nhất này enter xuống này enter xuống nhìn cho đẹp này thuộc tính đầu tiên đó là icon đúng không icon chúng ta sẽ để là thằng home đi icon home đó thấy cái icon home này hiện lên không Text hiển thị sẽ là home và cái thứ ba đó là cái id Nhớ nhá. ID luôn luôn phải có một cái ID. ID là NAV gạch dưới home. Rồi, bây giờ các bạn thấy là thứ tự nó đang bị sắp xếp lộn xộn, các bạn nhấn Ctrl an L được đúng không? Ctrl an L này, đó. Thì tự động nó sắp xếp lại cái này. Nó sắp xếp ID lên đầu tiên. Rồi, đến item thứ hai. Enter xuống này, enter xuống này. Android ID này, ID này chúng ta sẽ để cho nó là nav gạch dưới message à, rồi icon nữa icon là icon message đúng không ic gạch dưới message rồi thằng tiếp theo android icon này exit này enter xuống này id này NAV NAV gạch dưới exit nhỉ exit rồi cái này sẽ là exit cái này sẽ là message rồi là thì cái tách hiển thị đây này hôm này exit này, này acid này đúng không exit này rồi ấn căn cho cho cái nữa cho sắp xếp hết lại đó như vậy là nhìn tổng quan chúng ta đã xây dựng được hai phần XML. Một là cái phần phía trên, đó chính là cái phần Navy Header. Phần thứ hai là cái phần menu chi tiết ở bên dưới này. Bây giờ chúng ta sẽ cần ghép hai phần này lại với nhau. Thì các bạn chuyển sang tab Activity Main XML. Các bạn cốt xuống phía dưới này. Đầu tiên chúng ta cho nó thuộc tính là Gravity. Để chúng ta bắt đầu từ bên trái sang. Các bạn thấy không? Khi chúng ta truyền vào Start thì ngay lập tức các bạn nhìn này. Nó có một cái ô ngay bên cạnh đây các bạn thấy không? nó ẩn ở bên trái. trong trường hợp mà chúng ta muốn nó ẩn bên phải, thì các bạn sửa thuộc tính này thành n, n này. đó, các bạn thấy không? nó lại chảy sang bên phải, đây này. thì tí chúng ta sẽ vuốt từ bên phải sang. như vậy là vuốt từ bên phải sang hay bên trái sang là do cái thuộc tính gravity n hay start ở đây. tiếp theo này, chúng ta sẽ khai báo cho nó cái header. các bạn gõ từ khóa là header, header layout. Đó, sau đó các bạn truyền cái layout header vào thì layout header chúng ta đang để trong layout navity header đúng không các bạn sẽ chọn đến là a còng layout này navy header rồi tiếp theo là menu các bạn chọn đến app menu này cho đường dẫn của cái xml menu vào thì menu chúng ta đang nằm ở menu menu chi tiết đúng không thì các bạn chọn đến nó này đó ấn ctrl an l để chúng ta sắp xếp lại code. rồi chạy thử này ấn nút tăng giác để chạy đây sẽ là ứng dụng của chúng ta này các bạn sẽ vuốt từ bên phải sang vuốt giữ mà vuốt nó giống với thao tác vuốt trên màn hình ấy, đúng không đây trong trường hợp mà chúng ta lại muốn là từ bên trái thì các bạn chuyển thằng này thôi gravity chuyển thành start đó chạy lại này thì bây giờ chúng ta sẽ vuốt từ bên trái sang bạn nhìn đó ở đây chúng ta có một cái nữa đó là cái thanh navi này navigation view nó đang còn chạy ảnh ở đây thì hôm trước chúng ta cũng đã sửa cái này rồi các bạn sẽ vào gì value này các bạn vào thêm này bạn vào thêm này Và chúng ta sẽ sửa cái thuộc tính ở đây là đắc action 3 chuyển thành no action 3 chạy lại nhá chúng ta mất cái thanh bên trên này đi đó các bạn thấy không thanh tên tiêu đề nó mất rồi đúng không ạ và chúng ta chỉ cần kéo này thôi đó bây giờ thì các bạn thấy là rõ ràng là cái menu của chúng ta lúc chúng ta thiết kế ấy, thì nó có màu mà bây giờ nó đang là đen trắng các bạn nhìn này đúng không đen trắng này rõ ràng là cái menu chúng ta đang để màu mà như ở đây nó đen trắng các bạn sẽ chuyển sang tab main activity chúng ta sẽ code ngay phía dưới set content view ở đây sẽ là sử dụng màu này cho icon menu các bạn gõ NV NAV là tên của cái let menu ấy. Nó là ID đúng không ạ? Đi này. Activity main này, các bạn nhìn thấy không? ID chúng ta đang để là NAV gạch dưới let menu. chấm item icon init, Các bạn set nó bằng null. Chạy lại này. Các bạn xem nó có màu chưa nhá. Rồi chúng ta vuốt lại này Các bạn thấy nó có màu chưa Nó đã có màu sắc rồi Việc cuối cùng là chúng ta đã kiểm tra các cái lệnh tương tác với các cái item menu này Hiện tại chúng ta kích vào thì nó chưa có một cái lệnh nào cả Đúng không Các bạn cốt phía dưới này Lắng nghe sự kiện Click lên các cái item menu Chúng ta sẽ gọi là navi lab menu set Navigation Item Selected Listener Chọn nó này Tức là nó sẽ lắng nghe xem là có cái sự kiện click lên cái item menu không Đúng không? còn enter xuống Thì các bạn sẽ thấy là trong này nó tự động nó có một cái Biến sinh ra là it, Đó chính là cái menu item Chúng ta sẽ sử dụng when này When it Chấm item ID Tức là chúng ta sẽ chạy tất cả các cái item ID Của cái menu này Sau đó chúng ta thực hiện khối lệnh của when Mà còn nhọn này Enter xuống nếu như item ID mà là r id nav home nav home chính là cái gì là cái id của cái thằng home này đúng không nav message này là id của message và nav exit chính là id của nút exit nếu mà nó là nút home thì chúng ta thực hiện lệnh dot chấm này để chúng ta xuất ra thông báo thôi còn text này là cái màn hình chúng ta cần hiển thị nội dung chúng ta để hôm này và thời gian hiển thị chúng ta để tốt chấm len sót và cuối cùng là chúng ta chấm sâu để hiển thị thông báo cho d này nút thứ hai là nút message đúng không message này nội dung thông báo sẽ là message cho d nút thứ ba sẽ là nút exit và nội dung thông báo sẽ là exit rồi cuối cùng kết thúc của lệnh quen các bạn để return về chu như vậy là nó sẽ không báo đỏ nữa. Bây giờ chúng ta chạy thử lại này. Các bạn kéo thanh menu từ bên trái sang kéo ra. Bây giờ chúng ta kích vào nút home. Đó, các bạn thấy nó lắng nghe sự kiện không? Kích vào message. Đó, lắng nghe sự kiện. Kích vào exit. Có sự kiện exit. Trong trường hợp mà chúng ta muốn là bấm vào exit thì nó thoát. Chúng ta chỉ cần gọi lệnh finish ở đây thôi. Finish này chạy lại rồi bây giờ nếu chúng ta bấm vào exit thì ứng dụng sẽ bị đóng exit này được chưa bài học chúng ta sẽ tạm dừng ở đây mình sẽ review lại toàn bộ kiến thức để các bạn tiện ôn tập các bạn lưu ý này ở trong tất cả những cái bài mà liên quan đến hình ảnh này thì mình đều có search code full code và chúng ta đều chia ra các cái bước nhỏ để làm nên là nếu như ứng dụng của các bạn không chạy được hoặc là bị lỗi ở một cái bước nào đó thì các bạn hãy lấy cốt của mình được chưa mình có chia sẻ cốt thì các bạn hãy download về này sau đó mở cái thư mục này ra mở bằng Android Studio sau đó chúng ta sẽ copy từng phần cốt một dựa theo từng bước ấy. các bạn sẽ lấy từng bước của mình các bạn copy vào sau đó bạn chạy để các bạn xác định được xem là cái bước nào của bạn đang có vấn đề và các bạn so sánh hai cốt với nhau nhé chứ các bạn đừng dùng ngay tất cả 100% cái cốt của mình sau đó các bạn nhìn đọc đọc a à, à à như thế đúng rồi như thế đúng rồi như thế thì nó sẽ không học được mà bây giờ các bạn cứ tự làm đi Sau đó thì các bạn hãy sử dụng code của mình để chúng ta so sánh thôi So sánh sau thì chúng ta mới xây dựng được Chứ còn riêng học lập trình nếu như chúng ta không thực hành Thì chúng ta sẽ không làm được Nhìn thì thấy thế thôi nhưng mà khi code thì nó sẽ có vấn đề đấy nhá. Rồi bài học chúng ta kết thúc ở đây Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi